gì nữa? Chị là lúc đầu trốn ăn xuất hiện đi. Tha đi. Wow. Làm món gì vậy? Vô heo giả cày. Vô ăn thui vậy? Thui mía, bỏ mía. Hầm dặn. Bỏ mía làm gì? Làm mía nè, vô bên đây cho điều. Bỏ mía cho nó vàng nè. Thơm không? Ngon. Cho điều bên đây. Đó, mía nhỏ rồi rồi. Món giống chó giả cày quá. À. Heo giả cày. Vô luôn. Mà anh em nha, mềm sẽ lũng rồi. Mời tất cả anh em ha. Có không? Mềm luôn á. Thơm. Có mùi riêng rồi. Cái mùi riêng nó hỏng hỏng của cái bả mía mà nó có mặt đường hả? Không. Không. Nhất là mùi riêng. Khá là ngon. Wow. Đây một cốc cơm em. Ồ, hấp dẫn quá. Ờ. Nhìn miếng ấy thấy đâu? Giòn giòn không? Giòn. Cái này giòn da như bánh tráng không? Không, nó hơi mềm. Có cách nào là giòn như bánh tráng không? Giòn bánh tráng chắc chiên rồi. Cái bánh tráng nó giòn á. Giòn. Giòn. Là thôi là bả mía bánh mặt mà bánh mặt cũng ngon nhá, không? Ừ. Quá đã này mày. Ủa hả? Thời gian cho mày ăn miếng mày thưởng thức đi. Chó với cày, chó với cày cũng ăn à? Ngon luôn. Ngon không? Ngon. Gục đầu đi. Ngon, ngon vậy? Kêu một miếng ngon không? Một miếng chưa biết được. Hấp dẫn. Cái mùi mắm tôm, mắm gì mà thơm thơm dữ vậy? Cái mùi riêng nó hồng vậy chứ. Mùi riêng lắm. Với cái kết hợp với cái mùi bả mía mà thui nó bê mùi rất độc lạ. Mùi này nhớ vitamin gâu gâu quá, dễ chịu. Đó, đem ghép cho không có nhỏ thằng rồi chứ bà. Tại vì tao quá. Bự gì? Bự mà. Bố. Tao em cái đó. Rồi. Rồi, xem làm miếng đây đi. Càng nữ luôn. Ê bà. Không nghi luôn. Ê, nhìn da y như ấy luôn nè. Y như vitamin gâu gâu nè. Da bánh mặt luôn. Ừ. Mùi bánh mía lợi hại chứ ta. Mùi bánh mía ngon đây. Đó, đây. Vô. Bánh mía nạp với cái mùi da cày ngon. Ngon. Quá đã. Đúng da cày á. Ừ. Ngon quá. Ở như bài không? Ừ. Món này lượng bự không? Cũng vô tấp đêm ngon rồi cho không? Hấp dẫn. Ừ. Đây là mình làm cho nó nguyên cái này. Đúng là mình xét xét miếng dừa ăn mình nấu ăn cơm á. Ừ. Cơm mà lên ký luôn. Lạp xương luôn. Đúng rồi, mình lép xuống.